Nhiều bánh chưa? Để bóc cho Titi cái màu xanh nhá. Đâu cũng bóc được rồi à? Thì lấy kem ăn đúng không? Ăn kem để mẹ lấy kem, mẹ bóc cái này ra. Đây, quá là nhiều kem chưa? Đó. Mẹ đang muốn ăn kem. Thì con, đấy, con tách bánh ra. Đó. Tách màu ra. Cái kem của gấu là kem màu vàng, còn của Titi là kem màu trắng nè. Đó, đó. Đó, đó. Chị gấu cho em à? Mẹ xem còn những món gì nữa nha. Chu bai nhiều nhờ. Xong nữa còn các cà phê nữa nè. Bánh custard nè. Để đây nhờ. Để đây tí nữa lúc nào mà ăn hết ấy. Ủa Titi sao vậy? Ăn kem đây nè. Mẹ lấy cho Titi ăn đi nè. Được không? Kém ngon không? Kem vị gì ấy gấu? Kem vị chua. Kem chua chua à?
Cái này kêu tí tí ăn tiếp nha. Chua chua. Cái vị đấy là mẹ xem vị gì mà nó chua đấy ta. Con cho tí tí hả? Dạ. Không, không nói trong đây là vị gì cả. Mẹ vị gì? Thế con ăn chocopie không? Con gì chứ? Uống nước này á. Nước này tí được uống sau, bây giờ ăn bánh đã. Đây. Tí có ăn chocopie không? Mẹ bóc cho em đi một gói chocopie nhá. Mẹ bóc cho em đi gói này nhá. Bỏ hết rác xuống dưới đây đi. Để mẹ bóc cho đi cái chocopie này nhá. Mẹ con cho em đi cái này nhá. Cái này á hả? Thôi cho em đi cái chocopie này tí nữa mẹ lại chocopie. Đây đây đây, trong đây là còn nhiều đấy. Nhá. Cho em cái này đi, tí mẹ bóc cái khác cho. Ơ từ bữa. Ai nhắc em gấu. Đây, đây, đây. Cho tí bông nát ra. À, thì ăn cái ở giữa đúng không? Có em á hả? Ôi, thì ăn như thế này thì làm sao mà chấp nhận được ta? Của em. Rồi, tí cầm ăn đi con. Của em. Ừ, của em hết. Của em hết không? Ừ, cái nào của em hết. Cho em đi chia sẻ cho em đi với chứ. Nhà thi nhỏ. Chia sẻ cho em với chứ. Làm sao mà không cho em được. Đây này, bên đây còn một gói cho ba cho mẹ bóc ra. Ba mẹ con cùng ăn nha. Đừng gấu. Đây, phải bỏ lên đây mẹ bóc cho đi. Bóc. Ba mẹ con cùng ăn. Đi ăn nhé. Sao con để bánh như thế nó nát hết ra? Đây mẹ con ạ. Chứ không phải là hộp hết á. Đi đi ăn đi con. Mẹ của em. Mẹ ơi của em á. Ừ. Mẹ không cho cái bánh ba tay. Em có rồi mà. Con ăn đi. Mẹ với em thì ăn gần hết rồi này. Trời ơi, Ti ăn bánh bye bye, Ti chỉ ăn ở giữa thôi. Con ăn hết bánh cho mẹ uống nước, cho mẹ cho uống nước. Ngon. Cho cái này nữa không? Cho ăn đi con. Nè, mẹ cho tí nè. Có cái gì đâu, tí cứ ngó ra ngoài. Xong rồi bây giờ hai chị em ngồi đây chơi để mẹ đi nấu cơm nha. Bây giờ tí nữa em ăn bánh nào thì con bóc cho em bánh đấy nhá. Hai chị em thích ăn bánh nào thì bánh đấy kia chờ. Mẹ đi nấu cơm cái nào. Đi ngồi đây chơi với chị nha.